Thằng ngồi đây. Đâu vậy? Nào. Hả? Đâu vậy? Sao mà khóc? Sao? Sao? Thì lấy tiền đâu ra đây? Hả? Để em ra tiền này. Hả? Điện sáng á? Hả? À, điện sáng. Rồi, giờ điện sáng. Chào mình chứng nhá. Nào. Mùi dai lắm. Đói sáng ngủ dậy đấy đói. Đói. Sáng ngủ dậy gọi em dậy đi ăn á, nó không chịu được. Chạy xuống lấy tiền. Lấy tiền xong dậy đấy đưa cho em kéo một kéo môi này để kéo mình dậy đi ăn này. Không biết cả tiền á. Ôi đây tiền lấy tiền cho em mà. Giỏi lắm. Thông minh, thấy biết à? Đây. Tôi chỉ biết cặp tiền thôi. Tức là hàng ngày mình đi ăn uống cái nào đưa tiền cho anh thanh toán cho anh này, nó nhìn nó thấy nó nhớ. Thì ăn rồi trả tiền nó biết là mình đi phải cầm tiền theo. Không đại. Em củ non đấy. Không đại ơi. Thế thì mình không đến mình sợ. Chỉ ăn lại là à đây. Ở đây ăn là hết rồi. Ăn cái má kìa. Đói, đang đói quá. Sao mà gì vậy em ơi? Hai bên này nó ăn nè. Nào Vi. Đấy, sang chủ quán đấy. Đang ngồi ngắm nó đây. Không, chị đây này em à. Có đây những người luôn. Đi nào. Ngồi nóng nào. Sạch lắm nhỉ. Nóng 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 chết. Hôm trước là em cho đây khốn lắm. Em tắm dậy lấy tiền. Ừ. Đến em đang ngủ. Hắn chạy lên. Chạy lên hắn này đưa cho em. Đây là kéo môi gọi dậy. Ừ. Sáng. Nhưng nó đã bảo còn khôn hơn người, trẻ con làm sao vậy? Trẻ con làm sao biết được? Còn khôn là sạch. Sạch lắm, ngày tắm mấy lần ngơ. Ừ. Trước đấy thì yêu lắm. Nha, tí nữa chị xem nó ăn nha. Chú ấy làm cho như kiểu mình cho trẻ con nó tự nó xúc. Đâu mà đầy luôn, gọn luôn. Nuôi vào này sạch lắm mà đây chú nuôi đã bảo nước hoa rồi để giúp đứa trẻ con. Ngày tắm 5-6 lần á. Đấy, rồi lau liếc các thứ. Nhà đúng là rơi vào nhà chăm sóc chứ còn gì. Ý người đấy chị ơi này mình cầm đấy đấy chị ơi già.
nó đi vệ sinh là nó đi sạch không? Mình phải giai đoạn là mình đang hỗ trợ, nó chưa ý thức được vừa đi vệ sinh đâu. Em nghỉ thời gian này nó bạn nó sẽ đi được không? Đấy 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 đấy, ngồi đây, tỉnh tỉnh đấy. Nóng đang nóng. Nè, mình dùng tay bẩn nè. Nè, nó tay ra nè, bóc qua tay á. Ôi. Tập cho bạn này cần bia lên đi ạ. Ăn giỏi lắm. Bạn đã chịu tầm thời đấy, đi. Tí nữa bạn ăn. Thích ở đây tí nữa ăn. Chưa, cái đấy nó khô lắm. Ngồi đấy. Nào. Nó về ăn đi. Ngồi ra này. Ngon nào. Không sửa nhá. Ngồi đấy. Ngồi đây mới sửa nhá. Ngồi đấy. Ngồi xuống. Mấy con vỡ ly đấy nhá, vỡ ly không có ly mà uống đâu. Nào, xả đấy nào, để đấy đó. Thôi vỡ ly đấy. Nào, ở đây nào. Kiếm người lúc xa. Hết một đồng ý luôn này. Dạ, uống 80ml ạ. Ừ, nhưng mà hết luôn đấy. Hết luôn á. Ngày ơi, để hết con xuống. Bà con em bé. Ui giời. Ôi giời. Chết rồi. Hai người đấy. Đấy chết nào. Chết rồi. Đấy rồi. Đấy rồi. Dậy sớm lắm. Đấy là ăn tiếp á. À, không ăn được mà. Nào, ăn được không nào? Ăn được thôi nhá. Nào, gì đây? Nào. Nào. Ừ, cái gì đấy? Hả? Đưa cho em này. Nó luôn đầu này. Ăn bao đưa. Nó lấy à? Ăn nó lấy dậy nó lấy đồ sớm lên nó chơi. Vì cọc của nó em hay để tiền đến cọc của nó chạy. Ờ. Trong mặt ở bên kia cơ mà. Dạ. Trong mặt ở con bên kia cơ mà nhỉ. Đấy. Chị phải nói là công nghiệp con này. Em mua cái đầu này mua đây này. Em chắc của nó lên rồi. Chắc nó có chắc đi xin được cái nhà trẻ con. Cảm ơn. Ừ. Đi đấy.
À, nó xỉa, nó xỉa răng mày. Nó là xỉa răng. Xỉa răng, xỉa răng. 300 mấy nghìn. Đấy, thấy không? Sạch nhá, chị mà đã bảo người mình còn trả 100 mấy nghìn. Xỉa răng. Ôi, nhá,